Xin chào quý vị anh chị cô chú quay trở lại kênh Viết Phú. Hôm nay thì em xin thông báo đến quý vị anh chị cô chú về việc em thay đổi số điện thoại ở bên Nhật vì liên quan đến số điện thoại cũ lâu cứ để vài mỗi tháng chỉ có dùng mạng và lãi số để nhận để dùng Zalo thôi thì mỗi tháng mất tầm 400-500 nghìn tiền Việt Nam, nó cũng hơi lãng phí một chút. Thì em đã hủy cái số Zalo cũ của em, hủy số điện thoại cũ của em là 0806817 7970, và vẫn dùng Zalo cũ. Em cập nhật cái số điện thoại mới, số điện thoại 0804417 9055. Số này thì nhận được SMS nha quý vị nhé, còn không nghe gọi được. Em mua số này là SIM data chỉ vào mạng và có nhận được tin nhắn để đăng ký Zalo. Còn từ cái số điện thoại này thì em đăng ký một số điện thoại gọi khác 050 6882 0390, số điện thoại nghe gọi ở Nhật. Đấy thì quý vị nào ở Nhật thì nếu mà gọi cho cái Phú thì qua số điện thoại 050 6882 0390, còn ở Việt Nam gọi sang cũng được. Còn nhắn tin Zalo thì hoặc là nhắn tin từ số điện thoại thì số điện thoại là 080 4417 9055. Còn cái cách Zalo kết bạn Zalo thì không có gì thay đổi cho quý vị nhé. Quý vị vẫn cứ ấn vào chỗ kết bạn bình thường, ở cái chỗ phần quốc gia quý vị ấn Japan thì nó sẽ hiện ra Nhật Bản. Nhật Bản thì số điện thoại cộng 81 thì em đang sinh sống ở Nhật, thì quý vị ấn số 080 4417 9055. Đấy, tìm kiếm thì nó sẽ ra em thông tin của em. Đấy, đây quý vị nhé. Đấy, còn đây là cái trang fanpage bán hàng của em nha quý vị nhé. Quý vị có thể theo dõi thêm cái trang fanpage petfoodjp hàng Nhật, hàng nội địa tại Nhật ấy, để cập nhật thêm các cái sản phẩm mà em vẫn đăng thường xuyên ở trên cái fanpage này cho quý vị nhé. Đấy, em xin cảm ơn quý vị. Chia sẻ cho thầy đấy.